Nếu mà sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ buổi sáng ngày hôm nay, quý vị đã có thể book taxi hoặc là taxi công nghệ để đi làm. Nếu mà ở Cần Giờ thì còn có thể đi xe buýt nữa. Tuy nhiên, việc gọi xe chắc chắn là cũng không dễ dàng như ngày thường. Vì theo quy định của ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thì các loại hình xe công nghệ sẽ không được hoạt động quá 10% số xe của hãng. Xe taxi thì không được vượt quá 20% số xe quản lý. Và xe du lịch thì không được phép hoạt động quá 30% số xe của mỗi đơn vị. Trước khi khách hàng lên xe thì yêu cầu khách hàng phải đủ các cái điều kiện di chuyển và an toàn. Và song song thì trên phương tiện của chúng tôi luôn luôn đảm bảo có những cái phòng chống dịch bệnh như là có màng chắn giữa khách hàng và lái xe, có nước rửa tay, có những cái hướng dẫn 5K cũng như là khai báo y tế. Và chúng tôi luôn luôn khuyến cáo là khi di chuyển thì xe mở cửa kính để đảm bảo an toàn cho khách hàng và lái xe. Trong khi đó thì các loại hình vận tải hành khách bằng xe máy thì vẫn chưa được phép hoạt động trở lại, bao gồm cả xe ôm truyền thống lẫn xe ôm công nghệ. Còn xe buýt vốn là loại hình giao thông công cộng dễ tiếp xúc gần, nên hiện thì mới chỉ có 4 tuyến được mở lại ở Cần Giờ. Huyện đã kiểm soát được dịch sớm nhất của thành phố, còn các quận huyện khác thì vẫn chưa triển khai. Dự kiến là có sớm thì cũng phải dăm 10 ngày nữa xem tình hình kiểm soát dịch thế nào. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì còn có một cái loại hình giao thông nữa, đấy là giao thông đường thủy. Bao lâu nay bị tạm ngưng thì từ ngày hôm nay cũng sẽ được hoạt động trở lại. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết là sẽ cấp một cái giấy phép có mã QR cho các cái tàu thuyền, các cái ô tô, các cái taxi sẽ hoạt động lại từ ngày hôm nay. Tuy là số lượng còn hạn chế nhưng mà sắp tới chắc chắn là sẽ được điều chỉnh dần dần tùy theo cái nhu cầu của người dân cũng như là tùy theo cái tình hình kiểm soát dịch của thành phố.